Chào mừng quý vị khán giả đã đến với bản tin Vietcombank Nam Hà Nội. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhìn lại hành trình kết nối 5 năm đầy yêu thương và thử thách. Với tinh thần đoàn kết là sức mạnh, Vietcombank Nam Hà Nội đã ngày một vững vàng, sẵn sàng tâm thế để hội nhập thành công, tự tin trong từng bước phát triển đột phá. Hãy cùng nhìn lại những dấu mốc đầy tự hào trong 5 năm qua. Kết quả kinh doanh ấn tượng sau 5 năm hoạt động. Huy động vốn bình quân hàng năm tăng 78%. Huy động vốn cuối năm 2018 đạt 5.860 tỷ đồng, tăng 508%. Dư nợ bình quân hàng năm tăng 179%. Bảo lãnh bình quân tăng 2.046%, đạt 3.262 tỷ đồng. Doanh số thanh toán quốc tế tài trợ thương mại đạt 420 triệu USD, tăng 5.355%. Doanh số mua bán ngoại tệ đạt 320 triệu USD, tăng 2.418%. Sau 5 năm hoạt động, Vietcombank Nam Hà Nội đã chính thức gia nhập các chi nhánh có lợi nhuận hàng trăm tỷ đồng. Để đạt được những kết quả trên là nhờ sự hướng dẫn, sự chỉ đạo quyết liệt của ban giám đốc. Tiếp đến là sự đồng lòng, quyết tâm của các phòng chức năng. Phòng khách hàng với đội ngũ cán bộ trẻ trung, năng động, nhiệt huyết, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện chiến lược kinh doanh của chi nhánh. Phòng kế toán luôn hỗ trợ hết mình, tiếp thêm sức mạnh cho đội ngũ bán hàng. Phòng hành chính nhân quỹ luôn là chỗ dựa tinh thần, đảm bảo cân bằng cuộc sống và công việc cho các phòng ban. Phòng giao dịch Nguyễn An Ninh, phòng giao dịch Kim Đồng gia nhập chi nhánh từ năm 2017, có nhiều nỗ lực trong sự phát triển chung của Vietcombank Nam Hà Nội. Là chi nhánh Vietcombank duy nhất tại cửa ngõ phía Nam của thủ đô, Vietcombank Nam Hà Nội đóng góp quan trọng cho sự hội nhập và phát triển kinh tế của huyện Thanh Trì. Chi nhánh cũng ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với các tập đoàn, tổng công ty, thúc đẩy sử dụng sản phẩm dịch vụ của Vietcombank. Năm 2017, chi nhánh đầu mối phối hợp với Bệnh viện Nhi Trung ương kết nối thành công việc ký thỏa thuận hợp tác giữa Vietcombank và Bộ Y tế. Các dấu mốc tự hào kể trên có được là nhờ sự phát triển trong quy mô doanh nghiệp. Đội ngũ nhân sự đã tăng cả về chất và lượng, đặc biệt là đội ngũ bán hàng. Tính đến năm 2018, đội ngũ nhân sự đã tăng từ 39 người lên 79 người, tăng 102%. Với nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên Vietcombank Nam Hà Nội đã gặt hái được nhiều thành công. Giải nhì thi đua bán sản phẩm dịch vụ bán lẻ năm 2014, nhận cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước năm 2015, danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2015. Giải nhì về dịch vụ thẻ tăng mới cao nhất năm 2017 trong chương trình thi đua lập thành tích chào mừng 55 năm thành lập Vietcombank. Và nhiều năm liên tiếp hoàn thành tốt nhiệm vụ Vietcombank giao. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Vietcombank Nam Hà Nội cũng luôn chú trọng đến hoạt động an sinh xã hội. Xác định rõ đoàn kết, đồng tâm, nhất trí của tập thể cán bộ nhân viên chính là nguồn sức mạnh nội lực vô giá giúp đơn vị vững vàng tiến bước trong quá trình hội nhập. Vietcombank Nam Hà Nội luôn quan tâm, chăm sóc đến đời sống cán bộ nhân viên. Những thỏa ước lao động tập thể hàng năm đã mang lại niềm tin cho từng nhân viên trong chi nhánh, giúp anh, chị, em an tâm công tác, cống hiến. Vietcombank Nam Hà Nội được thành lập năm 2014 trên địa bàn huyện Thanh Trì và đi vào hoạt động với rất nhiều thách thức. Trong đó có thách thức lớn nhất đó là cái việc thành lập trên một cái địa bàn chưa có sự hiện diện của Vietcombank, chưa có khách hàng của Vietcombank, đi lên từ một con số 0, trong khi các cái đối thủ cạnh tranh, các cái ngân hàng bạn đã có một cơ sở khách hàng, có một thị phần ổn định vững chắc qua nhiều năm rồi. Đấy là cái thách thức thứ nhất. Về cái thách thức thứ hai đó là thách thức về mặt nhân sự, thì gần như là
toàn bộ các đội ngũ lãnh đạo phòng của Vietcombank Nam Hà Nội đều chưa có kinh nghiệm trong công tác quản lý, đều là các cái cán bộ được của các chi nhánh khác và của trụ sở chính được đề bạt lên. Gần như toàn bộ các cán bộ của Vietcombank Nam Hà Nội đều là cán bộ được tuyển mới, chưa có kinh nghiệm trong công tác tại Vietcombank cũng như tại các ngân hàng khác. Với những cái thách thức như vậy, tuy nhiên được cái sự hỗ trợ chỉ đạo kịp thời của ban lãnh đạo và có cái sự nỗ lực to lớn và không ngừng của toàn tập thể cán bộ công nhân viên của chi nhánh Nam Hà Nội, thì là trong 5 năm vừa qua thì Vietcombank Nam Hà Nội đã đạt được những cái thành tựu đáng khích lệ. Các cái mặt hoạt động Vietcombank Nam Hà Nội đã lần lượt cán các cái mốc về huy động vốn mức 6.000 tỷ, cán mốc cho vay 5.000 tỷ và cán mốc lợi nhuận 100 tỷ, đứng vào trong cái hàng ngũ các câu lạc bộ, các chi nhánh có lợi nhuận 100 tỷ của hệ thống Vietcombank. Với những cái thành tựu như vậy thì trong 5 năm sắp tới, Vietcombank Nam Hà Nội sẽ phát huy cái truyền thống như vậy và sẽ đặt ra các cái mục tiêu lớn như sau. Mục tiêu thứ nhất đó là mục tiêu tăng trưởng về mặt quy mô. Chi nhánh Vietcombank Nam Hà Nội sẽ duy trì cái tốc độ tăng trưởng nguồn vốn ở cái tốc độ 20% một năm và tốc độ tăng trưởng về tín dụng 14% một năm. Và nếu thực hiện được như vậy thì tại thời điểm kỷ niệm 10 năm thành lập chi nhánh thì Vietcombank Nam Hà Nội sẽ đạt mốc huy động vốn là 14.000 tỷ và đạt mức mốc cho vay đó là khoảng 8.000 tỷ. Đấy là cái mục tiêu thứ nhất, mục tiêu đầu tiên về mặt quy mô. Mục tiêu thứ hai đó là về chất lượng hoạt động, thể hiện trên ba khía cạnh. Về khía cạnh về chất lượng về mặt nguồn vốn thì Vietcombank Nam Hà Nội sẽ đạt mục tiêu qua từng năm sẽ tăng cái tỷ trọng tiền gửi nguồn vốn giá rẻ gồm có nguồn vốn không kỳ hạn và nguồn vốn ngoại tệ, làm sao cái mục tiêu 5 năm nữa cái tỷ lệ này sẽ đạt 30%. Về khía cạnh thứ hai là về khía cạnh tín dụng thì chi nhánh sẽ tái cơ cấu lại danh mục đầu tư, nâng cái tỷ trọng về tín dụng bán lẻ hàng năm sao cho đến hết 5 năm tới thì cái tỷ trọng về cho vay bán lẻ sẽ đạt mức 30%. Và trong cả hoạt động cho vay bán buôn lẫn cho vay bán lẻ, chi nhánh sẽ tiếp tục thực hiện ưu tiên cái phương châm quản trị rủi ro tín dụng mà đã làm tốt như trong năm 2018, và làm sao mà không để xảy ra các cái tổn thất lớn, tổn thất đáng kể về mặt tín dụng, duy trì cái tỷ lệ nợ xấu dưới mức 0,4% như năm 2018. Thì đấy là cái mục tiêu thứ hai về chất lượng và hoạt động. Và cái mục tiêu cuối cùng đó là mục tiêu về hiệu quả hoạt động. Thì đây có thể nói là cái mục tiêu quan trọng nhất đối với một doanh nghiệp. Thì Vietcombank Nam Hà Nội sẽ quyết tâm sẽ thực hiện tăng trưởng lợi nhuận qua các năm và phấn đấu đến thời điểm kỷ niệm thành lập 10 năm thành lập thì Vietcombank Nam Hà Nội sẽ đạt mức lợi nhuận 380 tỷ.